Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Để đến với video tiếp theo của Một Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn của chú anh chị. Những hình ảnh anh Tài này đang bán phá lấu. Hai cái cánh 10 cặp chân vịt. Địa chỉ phá lấu của anh Tài là 105 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8 nha cô chú anh chị. Thì trong mỗi video thì Cuộc Sống Sài Gòn TV đều để cái số điện thoại, cái thời gian cũng như là cái địa chỉ ở phía bên dưới của phần mô tả đó. Dạ. Cô chú anh chị và các bạn cũng có để ý bên dưới một xíu là thấy liền nè. Cái này bán sao rồi? Cái nó 10, 20, 30, 50 ha. 20 đi. Cái gỗ đâu không lấy để hoài luôn đó ta ơi. Cô chú anh chị và các bạn xem video đó, nếu thứ hai có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp để Cuộc Sống Sài Gòn TV sớm đạt được ước nguyện 100.000 subscribe nha cô chú anh chị. Em cảm ơn rất rất là nhiều. Dạ. Cho em mình thức chấm cho em để mặn không? Có, cho ba bịch rồi. Cho ba. Cho lấy thêm đi ha. Dạ, lấy thêm. Lấy thêm tôi luôn được không? Ôi ôi. Lấy thêm được không? Được. Chạy ngang cầu diễn đường với đạp xuống nha. Như bánh mì thế. Đầu cẳng cánh như anh. Cái thao gì nóc nãy đâu? Nhìn cái tay Tài rất là nhanh cô chú. Nhiều lúc nhiều anh sáu muối cũng còn sợ anh Tài mà. Vô tay em ngắt muối hết. Ngắt muối hết. 6 muối là anh Tài ngắt muối hết. Không còn muối nữa hết. Đó anh Khoa Lê nhìn thấy anh Tài sao? Cái này đẹp gái không? Sau khi mà làm cái là anh Tài bắt đầu trước lên. Cái này cả trăm ký anh Tài nè. Năm mươi mấy 60 ký anh. Năm mươi mấy 60 ký nè. Dạ. Cái thau cũng to lắm. Cái này phải đổ từ từ lên chứ không là khiên ra không nổi đâu. Dạ. Đó, thao không để nguyên thao gì đẩy luôn anh. Đẩy luôn á hả? Có dạ. Có anh bộ 20. Cái anh 70 ký mà anh Tài còn đẩy được mà ba cái thau này 50 ký mà nhầm nhò gì. Anh hay vậy. Chị bán bánh mì kéo bay chị thấy chị nghe chị cười. 70 ký đẩy là bình thường. Trời. Em bỏ lên xe em đẩy em đâu có thấy. Bỏ lên xe đẩy đúng không? Đúng rồi anh. À. Cái này nóng lên đây. Đợi gớm này bỏ nè. Phần 70 ha. Anh Tài anh chờm chờ mẹ đau lưng á, tối về có anh nào đóng bóp là thôi á, bữa sau làm là thôi chết luôn, sức lên mấy chục phần trăm nữa. Đó là năng lượng tràn trề. Năng lượng tràn trề. Hay là qua ngày hôm sau làm không nổi. Đúng rồi. Anh Tài khoái chí. Nghe.
Anh Tài rất là vui vẻ nha cô chú anh chị, rất là vui vẻ, buôn bán ẩm thực nè, món ngon nè, vui vẻ. Ủa phá lấu heo là cái lỗ tay heo là nãy là ở dưới hả, nằm ở dưới hả? Đó anh, còn hai cái đó. À còn hai cái nè. Lễ này có đi chơi đâu không anh Tài? Dạ không anh, cũng bán không. Bình thường. Đó. Cũng bán bình thường. Bán bình thường hả? Dạ chỉ có mùng 1 với lại 15 là em nghỉ thôi. À, còn lễ là vẫn bán bình thường hả? Sao không đi chơi đâu? Biết đi đâu bây giờ? Để dài đi chơi với người yêu rồi chứ. Dạ không anh. Hả? Không có người yêu. Ngày bình thường thì sắp xếp đi chơi với người yêu. Còn cái ngày lễ thì ở nhà bán. Mấy ngày đó mới bán kiếm tiền. Ờ. Bán có 2 phần. Ăn gì vậy? Tám cốc thôi. Tám chưa? Đồ của mày vớt à. Trời ơi, còn sống nó nhảy. Thiên mới vớt con tà. Trời. Từ từ. Trời. Giật mình. Ở người chơi thôi với trai đứng kế dùng. Thấy trai đẹp. Nè nè đây đứng kế dùng tài. À. Đợi em tí nha chị. À, cắt không được, rung tay. Mỗi lần mà thấy trai đẹp là anh chạy. Trời ơi, trai đẹp túc bên kia cũng chạy qua luôn mà. Cái gì nữa anh? Cái đầu mấy đầu anh? Hai đầu. Tám em chút cái thịt. Hai đầu. Nhiều về nhậu đuối. Sáu ổ bánh mì. Tám gặp chân một chục. 42 đầu 30 là 70, 10 ngàn quyết. 80. 60 ngàn cánh. 240. Gì nữa không? Hết. 140, 160 anh ha. 20 quyết hết chị. 20 quyết là chị. 20. Đó chị nhìn cái là rung tay, cái là rớt nữa đó. Hiền quá. Hiền quá. Quá hiền. Tưởng nó cua tắm ngày nào. Ờ. Này tắm thôi à, móc. 1. Và nó bình 1 nghe 1. Muốn thêm bình ớt ta ơi. Lấy ớt nhiều phải không? Mắm. Rồi lấy ớt thôi chứ đừng lấy nước mắm. Ờ. Lấy ớt thôi đừng lấy nước mắm. Có. Cô chủ đến. Ăn gì anh ơi? Cô chủ đến ngồi tại. Ruột với lại cái đó. Cái chục đi phút phút chục đó đi với lại nè. Mấy cánh rồi hả? Cá anh. Lấy mấy cánh anh ha. Lấy bốn cái cánh đi. Gì nữa không anh? Ủa cái này là gì vậy? Cái đó lỗ tai heo. Chiếc quyết nè. Quyết quyết chia nhau luôn, quyết nếp nhau. Dạ. Lỗ tai heo. Này bán như thế nào? Mình đăng cái nào anh? Cái này là tròn anh. Tập tẩm thì 50-70%. Còn rồi mình đăng cái nào tính tiền cái đó đầu 15. Đầu dài 20 còn gốc 4 đến 60 nè. Đầu ra nó bao nhiêu? Cái đó là 10.000 cái bọc. 10.000 cái hả? Dạ. Còn đầu lại kia, còn cái đó là cái mình xương gốc 4 này tại 60. Lô tại heo này. Thêm nhiêu rượu anh ha? Lô này 20 bộ, quyết 20 ngộ. Cái này là vô 60 gốc 4. Dạ ha. Là cái này đúng không anh? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Tại anh đẹp em mới gấp từ từ không có nha. Đẹp mới gấp từ từ. Chứ sao sao mới gấp đâu. Thấy không cô chú anh chị cho mình hai cái này luôn cho mình được. Hai bọc hai gốc tư đẹp là có quyền nha, đẹp là có quyền đúng không, đẹp trai là có quyền nha cô chú, đẹp cái đẹp gái là không được nha, kệ luôn hả, kệ luôn, kệ luôn hả, không luôn, không luôn phải không, đẹp gái là không gấp phải không, gan tim mày á, đẹp trai là được, lấy 10.000 quý hả anh, cái này là dù ăn nhiều bán nhiều, 20 30 50 cũng ăn tiền mình,
Vườn của anh là 70. 70 với lại cái gì nữa ta quên nè. 4 cánh. 4 cánh lớn, 60 là 103, 10 quyết là 140, với lại nửa cái lỗ tắc heo là 17. Mình lấy gì vậy? 2 góc tư, 2 bọng. Hai bọc với lại có lấy ruột mình ăn. Gốc tươi này là 60 ngàn một cái nha cô chú. Hai bộ rất là to. Hai bộ lồng hay là ruột này? Hai bộ ruột. Hai bộ lồng. Lấy cái tay em tải đi. Ruột em bán 20, 30, 50 anh ăn như anh. Tải 100 con rút nha chú. Này 20 ngàn một bộ. 100 con rút nha. Mình con rút không phải con lồng nha. Em giả vô. Chấm bảy thôi tiền của anh trai. Em giả vô bắt đầu comment nói là cái con đó mà con rút. Hả? Con dung chứ sao là con rút. Nhìn cũng rõ ha. Với lại ruột ha. Hai cái bọng ha. Đợi con cá gì cũng được. Cánh nào? Cánh lẻ, con cánh lẻ. Cánh lẻ cái nhỏ 5 ngàn cái, còn cánh con lẻ 15. Hơi tối lên mình đeo khẩu trang mà nó bơm phút luôn. Để em qua. Ngoài quá lấu nha cô chú, còn phía bên kia là có bánh mì của chị nữa nè. 20-30 đó. Qua bên đây cho nó phong phú xíu. Có hai cặp, còn có cặp à. Là cái tay lũ tay heo nè cô chú. Món mới của anh Tài. Bỏ mặt đây nè. Trời em tí nha chị. Có chị tí. Chí bỏ chị sắp quyết được chí. Mấy người ăn luôn anh. 9 người. Dễ hiểu ok. 40 ruột với lại 2 cái gốc tư. Là 160 2 cái bọc. Dạ. Là 180 với 10 cánh lớn anh không? Em 5 cân. Được 5 cái đầu đấy. Phải không? Cái đó là 2.2 đó. Hai cái bọc nó uống chuột. Có 180 mà chính xác 2.2. 2 góc 4.2. 2 bọc 20 là 240 uống chuột ngày chuột 180 chính 2.2. Nghe 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 trời. Đâu có lòng gì đâu. Hai biết nó đọc 2 bộ lòng. Ta đọc lòng nào? 180 với cái này 150. Mình lấy gì đúng không anh? 330 lấy con có ăn bánh mì không anh trai? Lấy 6 ổ bánh mì luôn ha. Đúng. Anh ơi, lấy 6 ổ bánh mì luôn ha. Rồi, 6 ổ bánh mì luôn như thế ơi. Vậy rồi. Của anh là 350 anh ha. Cái gì nữa không gì? Dạ. Chị này bốn cái gì luôn, chị. Có lấy quyết là tiền. Nhiều quyết gì hả? Quyết có 6 miếng 10 ngàn. Giờ lỡ mình lấy giùm em nha, giờ đổ nước bỏ giùm em nha. Miếng nhỏ. Có lấy nước ấm không gì? Giờ tới gì này phải cho chị này 40 ngàn vuông ha. 50 vuông. Ủa em kia lấy gì của anh ta? Đợi xíu con quyết đây chưa đủ, đợi tí nha. Quyết rằng 50 ngàn vuông với lại gì nữa chị? 10 ngàn quyết. 10 ngàn quyết. Bán cho em đó như cái gì của anh ta? 50 hay gì hết nữa. Lâu không? 5 phút. Đó đây nè, anh Tài đã chuẩn bị sẵn rồi, các cái bịch mắm này cô chú anh chị. Nước. Giờ cũng mới là 60 ha. Ăn gì đi bé ơi? Đợi tí 3 kiện quý nghe rồi. Cái kìa, em đó kìa, lâu lắm. Mình qua bên này, phía bên này là anh. Chắc bạn học quý tao gà quá à. Trời ơi. Đó. Anh đứng phía bên này nha, phía bên kia thì
hết chân rồi bé, còn không anh chị anh Hiếu hết chân rồi bé với tài buôn bán này là bạn bạn qua lại không được. Thấy cái tài đẹp trai này đẹp gái quay lên này đâu cuộc sống Sài Gòn TV từ nãy thấy con nhiều lắm đấy, về coi nha, về coi chia sẻ nha. Tên nào chú? Cuộc sống Sài Gòn TV YouTube à? Ở YouTube cuộc sống Sài Gòn TV bể giọng sớm với mẹ cái giọng bể sớm bể giọng lên mạng luôn trời ơi nói với cái mẹ nổi tiếng quá trời mà nó vung lòng xui rồi trời ơi con mén này rồi đáo rồi. Tại mình biết bấm quẻ là anh bấm quẻ là chạy rồi nhưng mà đăng ký ký chú nhiều chung vô coi thử đi đồng ba nghìn sáu trăm chín mươi chín người đăng ký. Ủa ai muốn vậy trời đó trời ơi con miếng này nó lanh dữ vậy trời ai muốn vậy trời chết rồi sao mà lanh dữ vậy đó thấy chưa con học lớp mấy rồi chắc lớp sáu không có dễ à lớp tám mà động sợ như vậy lớp tám nhẹ đi từ từ bé ba ơi thôi anh. Chặt quyết chưa có xong luôn nè đợi tí nó đem quyết ra rồi cũng được cuộc sống Sài Gòn TV gì cuộc sống Sài Gòn còn TV kia gì tắt rồi cuộc sống Sài Gòn TV là con vô đánh là có nó tự hiện lên rồi để chặt quyết lâu chứ vậy ta chia sẻ vô nè chia sẻ cho thầy đi chia sẻ cho thầy đi cái này của em bé trăm hai luôn cánh cánh này hả xe này của mình đó em ơi thấy không còn thấy không ờ à, đúng rồi cân như cân chú đúng cây của chú á bữa nữa là có clip của con coi đó chia sẻ cho bạn bè rồi nha cái này chú đi từng trái từng gái luôn ờ đi nhiều lắm mới đăng hồi 7 giờ trước rồi mới sáng rồi. Đúng rồi mới đăng hồi trưa hồi trưa cái này mới đăng hôm qua nè hôm qua khoảng 7-8 giờ 9 giờ đăng liên tục á mình có lấy quyết không cưng chờ có quyết chờ quyết mà hết quyết rồi ok chú đứng người tài tài quá là thèm nha có quyết ra rồi đó có edit lại chú edit cho chỉnh sửa lên nữa không dùng làm gì mới đăng nữa đúng đó quyết lên đó trời ơi đó em trai ra cà khịa với anh Tài nè ở gần đây ô trai đẹp dạo này trai đẹp nhiều quá 10.000 quyết hả cơ 1 chiếc cái đồng hả cơ à. Quyết này cô chị con hâm lại nha. Hâm lại nha. Không là con phải chờ một xíu nữa nó mới chín. Nó mới nóng lên đó. Chứ mấy công là con chị hâm mấy công. Chờ một xíu đi để cho nóng cái là mình về mình thưởng thức luôn. Bé này lành quá rồi. Bé lành quá trời mà. Cánh 30 bộ lòng 20 là 50. Khó gọi. Trời ơi. Là có gọi mua quyết trời ok trời ơi vẽ kèo hả chết rồi quá bé ơi trời ơi 37 người cái đầu nhiêu chú cái đầu hả 15.000 lấy hai cái đầu với 10 quyết 4 cặp giò nhiêu hai cái đầu 10.000 quyết 4 cặp chân hết chân nha cưng hai cái đầu 10.000 quyết 10.000 ruột gì nữa không? Cánh cánh cái nhỏ cặp 10.000 cưng. Mấy cặp? 5 cặp. 5 cặp thôi ha. Giờ gì nữa không? Đây đi chú đi. Gì chị? Vợ con. Hết chân rồi. Quyết. Má này lạnh ghê vậy. Giờ đợi em tí gì. Nhiều chú. Đây. Của cưng là hai cái đầu. Kêu chú là quyết. Kêu chú là anh làm chậm đây. Cánh là 60. Kêu chú là anh làm chậm. Thảo về bạn bé kìa. Chị em không nha bé. Ồ. 60.
kìa mà càng hiểu với nhau quá nha. Chỗ bóng quá trời. Dạ. Ăn hành, ăn hành ta hay gì? Ăn hành, ăn hành. Đó, thế đúng không? Ăn hành là hành người ta đúng không? Ờ. Chứ gì chứ hành chồng chứ đâu có làm hành ai đâu. Đó là mệt nha. À, lâu lâu có hành ảnh một xíu chứ có gì đâu. Chứ hành hoài là mai không có đi làm. Cho đi cái gì là 15 nghìn. Lấy nhiêu ruột anh. Anh Tài cực kỳ là vui vẻ nha cô chú. Anh chị vừa bán phá lấu ngon mà vừa vui vẻ, hài hước. Lâu lâu cà kịa chọc anh Tài cho nó vui xíu thôi. Chứ còn không có ý gì hết nha cô chú, anh chị và các bạn. Ẩm thực đường phố thì cuộc sống Sài Gòn TV ấy, chia sẻ đến cho quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về cảnh buôn bán tấp nập của anh Tài nè. Nếu có dịp mình đi ngang qua đây thì mình ghé mình thưởng thức nha, mình ủng hộ anh Tài. Giờ cái gì nữa anh? Có khẩu không? Dạ. Cái khẩu này. Gì nữa không? Thôi. Chưa cưới mà đòi thôi. Rồi chưa. Ủa alo có liên quan không vợ? Bà lý tu hoài nha. Nha bà kia. Con chị lấy là con em sáng nha bà. Khổng ơi. Thấy chú cái đầu. Chú là người nghĩ hết. Sống Sài Gòn TV xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em. Bye bye.